liên minh tái chế bao bì Việt Nam. Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp có sự cạnh tranh trên thị trường, thậm chí là đối thủ của nhau nhưng cùng ngồi lại hợp tác, nỗ lực mới mục tiêu chung là cải thiện môi trường Việt Nam. Pro Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi lợi nhuận, hướng đến thúc đẩy việc thu gom và tái chế bao bì giữa các chủ sở hữu của những thương hiệu cùng tham gia vào tổ chức. Các công ty tiên phong sáng lập Pro Việt Nam bao gồm TH Group với thương hiệu TH Milk nổi tiếng, Coca-Cola Việt Nam, Friesland Campina Việt Nam, Lavi, Nestle. Nutifood, Santori Pepsi Co Việt Nam, Tegra Park và Universal Robina Corporation. Liên minh này sẽ hỗ trợ phát triển một hệ sinh thái thu gom, tái chế bao bì trong nước đủ mạnh, giúp tăng tỷ lệ tái chế và giảm thiểu tỷ lệ bao bì thải ra môi trường. Đồng thời, Pro Việt Nam cũng hỗ trợ các chương trình tái chế của nhà máy xử lý và các nhà máy sản xuất nguyên liệu tái chế. Liên minh này cũng hợp tác với chính phủ trong khía cạnh Recycle, tái chế của bộ nguyên tắc 3R, Reduce, giảm thiểu, ru tái sử dụng and Recycle tái chế, thông qua quan hệ đối tác công tư tự nguyện. Ngoài các chính sách trên, Pro Việt Nam cũng sẽ phối hợp với các trung tâm nghiên cứu của các trường đại học nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp với môi trường của Việt Nam. Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ tịch Pro Việt Nam cho biết, khi hình thành một hệ sinh thái thu gom và tái chế bao bì trong nước vững mạnh, lan tỏa sâu rộng sẽ giúp tăng tỷ lệ tái chế, giảm thiếu tối lượng bao bì thải ra môi trường và giảm nhập khẩu từ các nước. Theo ông, tham vọng được các thành viên sáng lập của Pro Việt Nam thống nhất là đến năm 2030. Tất cả các loại vật liệu đóng gói do các công ty thành viên sản xuất ra thị trường đều sẽ được thu gom và tái chế. Đánh giá về hướng đi của Pro Việt Nam trong thời gian sắp tới, ông Hoàng Công Trang, Tổng Giám đốc Tập đoàn TH, thành viên thành lập Pro Việt Nam, cho biết, tới đây Liên minh sẽ triển khai thí điểm thu gom, tái chế rác thải ở thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đến là Hà Nội. Đồng thời Liên minh này sẽ thành lập một công ty xã hội để triển khai những chương trình cụ thể và tiếp tục kêu gọi thêm các doanh nghiệp cùng tham gia Liên minh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư gửi Pro Việt Nam đánh giá cao sáng kiến thành lập tổ chức tái chế bao bì của các công ty việt nam và công ty đa quốc gia hoạt động trong ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống tại việt nam trong thư thủ tướng cho biết chính phủ việt nam đang tích cực hành động để kiểm soát và kêu gọi vận động toàn dân chung tay bảo vệ môi trường chống rác thải nhựa